mái nhì mang mát chơi dơi, trải dài trong không gian, như lan tỏa vào ngóc ngách tâm hồn của người con xứ Huế, của những ai đã một lần đặt chân lên đất thần kinh, được nghe giọng nói dịu dàng như ru của cô gái Huế, ăn một miếng ngon để nhớ mãi về một sông hương núi ngự, để cảm thụ cái hương vị êm đềm trìu mến của lời ru xứ Huế. Ru con thét cho mùi, để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu, mua vôi chợ quán chợ lầu, mua cao Nam Phổ, mua trầu chợ Vinh. Chợ Vinh bán áo con trai, cá tôm mua tại chợ Sình, Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim. Ai về là về vì già. Áp thấp nhiệt đới làm Huế có cơn mưa trái mùa. Phi trường Phú Bài chìm vào làn sương nước. Khách du lịch ai cũng e ngại vì mưa Huế nổi tiếng là dai dẳng. Hết cơn mưa lớn tới cơn mưa nhỏ, kéo dài bất tận đến mấy ngày trời. Nhưng ngược lại, những ai có tâm hồn lãng mạn lại thích thú, muốn ngắm hạt mưa Huế bên ly cà phê thơm tho đăng đắng. Mưa mặc mưa, cuộc sống hàng ngày của Huế cứ tiếp diễn. Những gánh hàng trên vai cứ theo chân các o, các mẹ rạo khắp phố phường. Bên hàng hiên, những con ốc xào ớt là món ăn ưa thích của người dân xứ Huế trong lúc mưa dầm. Thương nhau rồi. Bến xe Nguyễn Hoàng gần cầu Phú Xuân, với những quán cơm kim luôn nhà nghỉ, lúc nào cũng đông khách. Những cái tên Bà Nhân, Xuân Nhạn, Kim Chi đã trở thành quen thuộc với những ai ghé qua xứ Huế. Khách đi du lịch thường ghé vào những địa chỉ này để ăn cơm, cũng những món ăn thường thường. Nhưng khi bày lên mâm, nó lại khiến thực khách thèm ăn. Và khi ăn rồi, người ta cảm thấy hài lòng vì ăn được bữa cơm ngon. Nào là cá chiên, hột vịt, gà luộc, tôm rim, cá thu sốt cà, tôm rang, mực xào, canh măng. Đặc biệt, món thịt luộc mắm tôm chua với dĩa rau dậy mùi đặc trưng của Huế, của những lát vả mỏng rạc Huế, làm người ta ăn quên thôi. Ngon mà rẻ, một bữa ba người ăn no với bốn món chỉ có 40.000. Quán cơm bình dân nhưng xe du lịch đậu đầy sân, đủ nói lên sức hút mạnh mẽ của bữa cơm Huế. Còn đợi khách về, người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Phía trước quán, người ta bày bán đủ các món đặc sản Huế, nào là mè sửng, nón lá, tôm chua, vân vân. Thường là bán cho những du khách sau khi ăn cơm rồi rời khỏi Huế. Còn những người mới đến thì thời gian còn dài, gần đến ngày về hãy mua quà xứ Huế. Khi mua anh về thăm Huế xưa, nhớ gói giùm em một chút mưa, gói thêm mớ lạnh từ chân tóc, để ai đứng đợi bước chân về. Mưa giăng đỉnh ngự xe lòng nhớ, gió buốt dòng hương lạnh tái tê. Có hai cô bé đội mưa đi bán chim mía 6 con 20.000 đồng. Mua vài chục con đem vô ướp gia vị, rồi nướng với lá chanh trên lửa than hồng. Vài ba người bạn cùng làm một bình minh mạng mới mua ở tiệm cơm Bà Nhân, cho thấm thía nỗi buồn mưa trên phố Huế. Ai đã sinh ra và lớn lên ở Huế, hoặc đã từng đến thăm xứ Huế,
thì hình ảnh những o, những mẹ gánh hàng đi bán dạo đã trở nên quá quen thuộc, không thể tách rời nếp sinh hoạt của người dân xứ Huế. Mưa vẫn chưa dứt, mưa như thế mới là mưa Huế. Không phải ai cũng có dịp ngắm mưa, càng xa Huế càng nhớ mưa. Rồi từ đâu trong tiềm thức miệng thốt lên lời: ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn. Để trong lòng dậy lên nỗi nhớ về kỷ niệm, nhớ về quê hương một cách da diết khôn tả. Mưa càng ngày càng lớn, đứng bên ni mình nhìn qua bên nớ, những sợi mưa phủ mờ cả dòng sông Hương. Nỗi niềm chi rửa Huế ơi, mà mưa xối xả trắng trời thừa thiên. Mưa giăng lưới trắng trời trắng đất, mênh mông sâu thẳm cùng đất trời. Cơn mưa xứ Huế thật khéo gói ghém, giấu kín cho mọi vật. Lời kể lể muôn thuở khó dứt về những nỗi niềm riêng của mình. Mưa cứ giăng lưới hư vô, từ trời cao xuống dòng Hương Giang, như bắt kẻ chèo ghe kia vào trong hư ảnh. Chiếc đò đã đầy khách, bắt đầu trở lại Cồn Hến, mang theo trên mình đó bao nỗi niềm tâm sự của người xứ Huế. Dưới chiếc thuyền nan có một cô bé đang co ro trong tấm áo mưa mỏng dính. Bé đang chờ ai, hay muốn hòa mình vào bức tranh đang vẽ của tạo hóa? Nhà thơ Nguyễn Bính đã cảm nhận mưa Huế dưới nỗi lòng thương nhớ. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói, rời mờ ngao ngán một loài mây. Trường tiền vắng ngắt người qua lại, đập đá mênh mang bến nước đầy. Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ, mà nhớ mà thương đến thế này. Mưa lớn nước từ trên thượng nguồn đổ về đỏ chạch. Dòng sông Hương thường ngày mang một màu xanh biếc, nay bỗng đỏ lừ. Nước sông Hương qua đập đá trở thành sông Như Ý, xuôi về bát ngát ruộng đồng Hương Thủy. Cái đập đá quen thuộc của người dân Vĩ Dạ nay đã là lằn ranh giữa hai màu nước đỏ xanh của sông Hương và sông Như Ý. Bên cạnh nó là con đường mang tên thi sĩ Hàn Mạc Tử, gắn liền với bài thơ nổi tiếng Đây Thôn Vĩ Dạ. Trở lại Huế bây giờ cũng có nhiều thay đổi. Những quán cà phê mang đậm nét kiến trúc xưa mọc lên khá nhiều. Có nơi còn kèm theo các món ăn như nhà hàng Vườn, biệt phủ Thảo Nhi cạnh Lăng Khải Định, một địa chỉ rất ấn tượng. Rồi Vườn Ngự Hà số 68 đường Mậu Thân trong thành nội, hay quán cà phê Ca Thi số 181 cũng trên đường Mậu Thân. Còn ở đây, con đường Lê Lợi chấm hết ngay đập đá. Bên đây thôn Vĩ Dạ, nó lại mang tên Nguyễn Sinh Cung. Nằm trên đường này là quán cà phê Vĩ Dạ xưa, một quán cà phê với lối kiến trúc cổ hài hòa cùng thiên nhiên vườn xung quanh. Từ lâu, người ta xem nhà vườn Huế là một chút xanh giữa thành phố tím, là một chút tĩnh lặng giữa tiếng chuông thiên mụ buông giữa dòng Hương, một chút thanh trong vị cay của ớt Đông Ba. Nó như giữ nhịp cho đất thần kinh, một nhịp trầm và sâu như tính cách của con người Huế. Do vậy, những quán cà phê vườn đã hình thành, nó mang tiếng rì rầm nho nhỏ tự tình của khách đến quán, thả hồn vào tiếng nhạc nhẹ nhẹ, bay lất phất như những hạt mưa ngoài kia, để đọc những câu thơ, câu đối, tục ngữ, ca dao, để soi mình lại. Thi sĩ Bùi Giáng đã phán: dạ thưa xứ Huế bây giờ vẫn còn núi ngự bên bờ sông Hương. Trong bài thơ Mai Rồi xứ Huế của Quy Trụ, có thể làm cho du khách đến Huế ngồi uống cà phê ngắm mưa bay, bỗng chốc trở thành thi sĩ, còn không cũng thành kẻ lãng du. Áo
mộng mơ mơ chiều xứ Huế. Tôi lạc vào em quá dịu dàng. Gốc táo cuối mùa rung rẩy lá, quả còn rụng xuống nỗi đa mang. Tôi gánh cuộc đời đi tứ xứ, đâu biết dòng hương nước tím bờ. Và chiều thôn dĩ cho tôi gặp một nét mây buông Huế mộng mơ. Tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn. Vì tiếng mưa trong lòng. Đến ngã ba Nguyễn Sinh Cung và đường Tuy Lý Dương Ưng Bình quẹo vào, đây rồi thôn Vĩ. Vẫn còn nhiều ngôi nhà nằm yên ắng giữa vườn cây xanh. Bên gốc sân nhà là những bàn thiên thờ ông bà dì họ. Bức bình phong đặc trưng kiến trúc cố đô Huế nằm chặn ngay giữa sân, khiến cho khách và chủ khó thấy mặt nhau. Nó còn biểu hiện sự kín đáo che chắn, giống như nội tâm của người xứ Huế. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền, gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu qua bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Rời thôn Vĩ đi ngược lại đường Tuy Lý Dương, qua bên kia đường thì du khách đặt chân lên cầu Phú Lưu, còn gọi là Hương Lưu, cây cầu duy nhất dẫn vào Cồn Hến. Đã xế trưa, những gánh bắp luộc đã nhúng nhảy theo đà đi của các o, các mẹ để vào trong các ngã đường của thành phố Huế. Bắp Cồn Hến nổi tiếng ngang nghề hến của làng. Mặc dù ở Huế có nhiều nơi trồng bắp như Cồn Giả Viên, Bãi Bồi Nguyệt Biều, Kim Long, Hương Hồ, vân vân, như quý vị thấy, luộc bắp cũng quy mô như là luộc hến vậy. Người dân xứ Huế rất chuộng bắp, và từ đó bắp đã trở thành món ăn ngon của Huế. Nào là bắp luộc, chè bắp, bắp nướng, xôi bắp, bắp non chiên, chả bắp chay, vân vân. Nghề luộc bắp cũng phải đòi hỏi kinh nghiệm. Luộc làm sao cho bắp chín mà hạt không nở, lại mềm ngọt khi ăn. Lột vỏ một quả bắp, hơi nóng bốc lên mùi thơm nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được vị ngọt theo làn hơi đó. Gió thổi bay suối tóc và mùa đông ấm đôi vai gầy. Giữ chút gì rất Huế trang đài, nón nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây. Gặp anh những cư dân Cồn Hến sống trên ghe này đã chứng kiến bao lần mưa lũ, nhưng hương vị của bắp Cồn Hến vẫn không phai lạc trong cuộc sống của họ. Trở ra gần chân cầu Phú Lưu có ngã ba, nơi tụ hội nhiều quán bán cơm hến và chè bắp. Xin mời quý vị ghé vào quán làm một chén chè bắp hay một tô cơm hến đặc trưng xứ Huế. Cồn Hến, làng Cồn, xã Hương Lưu, phường Vĩ Dạ, Huế, rộng 22 hecta. Nhưng trời phú cho ba thứ nổi tiếng. Thứ nhất là vua Triều Nguyễn đã chọn làm rồng chầu Tả Thanh Long để đối với Cồn Giả Viên, phía trên gọi là Hổ Phục Hữu Bạch Hổ, là hai vệ sĩ canh giữ kinh thành. Thứ hai là món chè bắp ngọt làm từ bắp trồng ngay trên bãi Cồn. Thứ ba là hến. Người dân làng Hến làm nghề cào hến từ lâu đời. Theo sổ binh thì vào đầu năm Gia Long thứ nhất, năm 1802,
làng đã có 50 nhà làm nghề cào hến. Từ đó cho đến nay, các mỏ hến sông Hương trời cho ấy vẫn không hề vơi cạn. Nếu quý vị chú ý đi dọc theo con đường độc đạo, nhìn sang bên tay trái, sẽ thấy đình thờ tổ thần hến, gọi là Giang Hến. Dòng Hương Giang còn say trong gió, con đò chiều có còn người qua. Chợt nghe thương nhớ quê xưa, còn đâu tiếng sáo vẫn vương lòng ta. Chờ ở Đông Ba trừ sao xa vắng. Nếu quý vị đến Huế muốn ăn các thứ bánh Huế như bánh bèo, bánh nậm, bột lọc, chả tôm, bánh khoái, gỏi vả, thì cứ lần lượt mỗi ngày ăn một quán, xem thử tài chế biến cao thấp của các quán sau: quán Tranh 176 Chi Lăng, quán Hương Cao 4A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quán Bà Đỏ số 9 Cùng Đường, quán Bà Huệ đường Nguyễn Chí Diễu, quán Mụ Tê cạnh Cung An Định, quán Đầu Đường Trần Phúc Nhẫn chợ Bến Ngự. Còn muốn ăn đọc món bánh bèo thì đến ngã ba bánh bèo đường lên núi Ngự Bình. Con quạ nó đậu chuồng heo, hắn kêu ơi mà sỏi bánh bèo chín chưa. Đến Huế ăn bánh, quý vị cứ để họ dọn lên theo thứ tự, hết món này đến món khác, và cũng nhớ đừng ngoại thêm. Nhìn thấy ít nhưng ăn từ từ sẽ thấy rất ngon khoái khẩu. Mỗi thứ vài bánh, đừng nên ăn thứ bánh nào nhiều quá sẽ mất ngon. Người Huế rất tinh tế, họ muốn cho thực khách không những ăn ngon mà còn thích và thêm thèm nữa. Cái điều quan trọng là nhớ đến quán họ, và lần sau có ra Huế phải ghé lại ăn. Em chưa gửi bóng nơi mơ, câu bao nhiêu nhịp em. Dân Sài Gòn, nhất là những người đẹp, khoái sưu tầm những địa chỉ ăn ngon của xứ Huế. Lâu ngày họ trở thành những người lịch lãm trong việc hướng dẫn ăn những món Huế. Người Huế chọn con tôm nước lợ Phá Tam Giang làm nguyên liệu chính trong các thứ bánh, thơm ngon và ngọt liệm. Và cái quan trọng không kém trong lúc ăn các thứ bánh trên là nước mắm pha có nhiều ớt. Mỗi thứ bánh dùng riêng một loại nước mắm. Ăn xong, quý vị có thể thốt lên hai tiếng: ngon quá! Vẫn lâu bên đời bên chờ, thuyền về đi xa hai bờ nghe lá reo. Huế ơi, ơi Huế ơi, nhớ tiếng dạ thương của em răng ngọt. Nhìn thấy sông Hương mang một màu đỏ chặt như thế này, dù là vào mùa mưa. Nguyên nhân là người ta đang làm hồ chứa nước trên thượng nguồn để giảm bớt sức nước, làm Huế năm nào cũng lâm vào cảnh lụt lội. Hình ảnh mà quý vị thấy rất Huế: mấy mẹ đi lễ về, áo dài trịnh trọng, trên môi còn ngậm điếu thuốc cẩm lệ. Sau này không biết còn hay là sẽ mất theo thời gian dưới cơn lốc của thời đại. Em ngọt ngào lời mẹ ru đêm trăng. Trở lại không gian đập đá cồn hến để hòa mình vào cuộc sống lao động của người dân xứ Huế.
để nghiền ngẫm và thấm được vào cái hồn Huế. Huế đẹp, Huế thương, Huế mơ, Huế mộng, Huế hồng hồng tía tía, Huế nhạt nhạt khoang khoang, Huế êm đềm như dòng nước Hương Giang, Huế du dương như cành thông reo đỉnh ngự. Biết bao tình tự điệu hát cung đàn, nhớ ai đồng điệu tha phang, mượn câu hò nhắn nhủ quãng đàn xa xôi. Mưa cứ rơi và lòng người dân xứ Huế cũng buồn theo những sợi mưa rơi rớt thâm trầm và sâu lắng. Người ta cứ nói con gái xứ Huế đa tình lãng mạn cùng vạn vật, nhưng cũng rất chung thủy với chồng con. Như mắt xưa chiều áo tím, giận anh nên bước đi ngoài màu mắt Huế buồn rưng rưng, khiến cho anh suốt đời không quên. Ôi mắt thơ đẹp ai oán, mà phong ba vẫn luôn đón chờ. Mùa đông trên bến sông, đôi mắt buồn tiếc. Vào đầu cầu Hiến đối diện khách sạn Hương Giang, quý vị thả bộ dọc theo con đường sẽ thấy cư dân cầu Hiến sinh sống như thế nào. Những món ăn rất Huế luôn thu hút mọi người. Nồi bún bò chò heo nóng hổi, tô bún bóng nêm thịt heo luộc ngon quá nên bé ăn một cách ngon lành. Ở cồn hến này, người ta làm nhiều nghề khác ngoài hai nghề chính là hến và bắp. Có nhà chuyên làm rau đủ loại, có cả bắp chuối để bỏ mối cho các quán và các gánh cơm Huế. Trong mơ Huế nên thơ bỗng buồn bơ vơ, ôi mắt xưa còn đâu nữa, còn trong ta sương rừng nổi. Trong căn nhà tối om, một số o đang đổ bánh kẹp làm vỏ chứa kem Huế, bỏ mối cho các xe bán dạo. Các cô làm việc liên tục thành thạo, cần cù và nhẫn nại, đặc tính của các cô gái xứ Huế. Ở đây dằn dặt những ngày mưa, bông sướng trầm tư lặng cổng chùa. Có một dòng sông trôi chẳng nở, có người con gái. Dạ, xin thưa. Dưới chân thiên mụ, em còn nhớ không? Giờ đông ba khi mình qua, lá mẹ bay bay là đà. Chiều thiên tha, có em bên mình mà ngỡ hồ. Trong văn hóa ẩm thực, đó là bánh khoái thượng tứ. Tại sao lại có tên là bánh khoái? Có hai giả thiết. Một là ăn cái bánh này ngon thật khoái khẩu, cho nên đặt tên nó là bánh khoái. Hai là thường những lúc trưa hè rảnh rỗi, các mẹ các o thường chế biến bánh này bánh nọ để gia đình ăn. Lúc chiên khói bốc lên, dân Huế nói bánh khoái, nhưng giọng đọc thành khoái. Cũng như cư dân miền Nam nói bánh xèo. Tại sao gọi là bánh xèo? Vì lúc đổ bột vào chảo, nó kêu một tiếng lớn,
xèo, cho nên đặt tên là bánh xèo cho nó tiện. Lạc Thiện, Lạc Thạnh, Lạc Thuận là những tên quán bánh khoái gần cửa Thượng Tứ đã trở nên quá quen thuộc với du khách. Lâu rồi xa quê mẹ, miền Trung nắng cạn vàng, tiếng ru hơi xứ Huế một thời mãi âm vàng. Đường đời con xuôi ngược, xa xôi chưa kịp về, hẹn hò cùng sông nước một ngày về thăm quê. Nhũ thầm chưa vội nói nghe tin ở Huế. Nếu quý vị muốn ăn ngon, phần lớn nên ăn ở vỉa hè, ở các quán gánh bán dạo. Ở những nơi này, quý vị có thể tận hưởng đúng hương vị các món ăn xứ Huế. Tại sao? Tại vì phần lớn những quán và gánh hàng này được các mẹ ở quê chế biến rồi cho con cái đem đi bán. Thứ hai nữa là các mẹ được truyền dạy cách nấu nướng từ bao đời của xứ Huế, cho nên mùi vị vẫn còn giữ đúng chất Huế. Thí dụ như cạnh nhà văn hóa Huế, số 11, 13 Trần Hưng Đạo có hai gánh bún bò. Buổi sáng do mụ Hồng bán, chiều tối thì mụ Bốt bán, lúc nào cũng đông khách. Còn dọc đường Nguyễn Công Trứ quẹo qua Bà Triệu, nào là quán bà Mỹ, bà Lợi, mụ Lẹt, vân vân. Ăn rồi, quý vị sẽ nhớ bún bò Huế là đây. Mỗi khi Huế có lễ hội, đường phố bỗng đông đúc con người nhiều quá, khuấy động cả không gian trầm mặc thường ngày của Huế. Nhưng nó cũng đem đến hơi thở mới trong năm, khiến những người buôn bán nhộn nhạo hẳn lên. Rồi người ta có ý tưởng cho du khách lên khinh khí cầu để ngắm xứ Huế từ trên cao. Giống như bên Campuchia, cứ 10 đô cho một người, và một lần khinh khí cầu đem lên không trung khoảng 15 người. Ở độ cao 1-200 mét, chắc hẳn xứ Huế sẽ đẹp hơn. Toàn bộ kinh thành cổ kính nằm cạnh dòng sông Hương uốn lượn, núi Ngự Bình như cái bát Úc. Thành phố Huế ẩn hiện chìm đắm giữa những tán lá xanh, những đền đài lăng tẩm ẩn mình giữa núi đồi, những cánh đồng xanh bát ngát hương thủy, những cồn cát trắng trải dài ở tận phía biển Thuận An, và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp về trên đỉnh núi phía chùa Thiên Mục. Một nét độc đáo của Huế đêm là chợ Âm Phủ, chuyên bán ốc và một món có cái tên nghe thấy là thương, bánh canh đèn dầu. Nói là chợ, chứ thực ra chỉ là những quán nhỏ bên lề đường Hàng Thuyên, phía sau lưng Nghinh Lương Đình trong thành nội. Sự hình thành của chợ Âm Phủ này ban đầu chỉ là một vài gánh bánh canh bán cho giới sinh viên học sinh ăn vào lúc chiều tối. Khi mà giới này đến ăn đông quá, người ta mới thêm nhiều gánh khác nữa, đến con số 14 và nó trở thành cái tên là chợ Âm Phủ. Vì quý vị đến ăn sẽ ngồi dưới những ngọn đèn dầu heo hắt đủ sáng để lễ con ốc hoặc hút một muỗng bánh canh cá ngọt ngào vị Huế. Phố đêm ở Huế còn những nơi khác như ga Huế nằm ở đầu đường Lê Lợi, gồm những hàng quán bán ở trước sân ga. Đa số khách ở đây là những người đợi xe lửa hoặc khách mới xuống. Những món đặc sản Huế như mè sửng, bánh kẹo, bún, cháo, bia rượu, kể cả uống trà bắc và hút thuốc lào. Phố đêm ở Huế còn nằm ở dãy phố trước khách sạn Hương Giang, chuyên bán hàng lưu niệm, rồi những quán ăn, cà phê ngay ngã ba Lê Lợi, Nguyễn Công Trứ, bán cháo quải gà, bún bò giò, cháo bò đập đá. Đặc biệt với mắt bò, tủy bò, tai mép bò, não bò, hay còn gọi là ốc con bò. Rồi mấy quán nhậu sát bờ đập đá. Con phố dưới chân cầu Tràng Tiền ban đêm được mệnh danh là ngõ vắng xôn xao. Còn cạnh chợ Đông Ba chuyên bán xôi, cháo gà, các món nhậu cho dân chơi bốn mùa xứ Huế. Dưới chân cầu Bến Ngự có cả phố bán cháo gà.
trên là những địa chỉ quý vị có thể đến để ăn hoặc nhậu về đêm. Đương nhiên nó không phải là những khu phố mang phong cách ẩm thực Huế. Và cuối cùng là phố ẩm thực mang tính thời vụ của lễ hội. Đó là phố ẩm thực Gia Hội. Nó nằm trên đường Bạch Đằng, đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đen dọc sông Đông Ba. Ở phố này, quý vị có thể thưởng thức những món do bàn tay các mẹ ở Huế làm ra, thanh cảnh, ngọt ngào. Và nhất là được ngồi ăn bên dòng sông Đông Ba, gió thổi mát rượi, phong cảnh hữu tình. Huế có đôi ta, hai mà một, còn ta về Huế, một mà hai. Anh ơi, em bước cùng anh đó, theo sóng người xưa, một dấu hài. Lắng đọng dòng mơ, thuở nào lũ lũy. Bán chè rong Huế qua đôi nét chấm phá của nhà thơ Nam Trân đã gần trăm năm khảm vào trí nhớ mọi người. Đủng đỉnh chiếc thuyền nan qua lại bến sông Hương, tiếng đàn chen tiếng hát thánh thoát điệu Nam Bường. Hai tay xách hai bìm, một dài mụ le te, tiếng non rao lạnh lói chốc chốc, ai ăn chè? Ở Huế có tới mấy chục loại chè, sang trọng, đài cát lẫn bình dân. Như nhà văn Ngô Minh nói, ở Huế có 36 thứ chè, nhưng thực ra có đến cả trăm loại chè. Nào là chè hạt sen, chè nhãn bọc hạt sen, chè hạt lựu, chè thịt quay, chè muôn sáp vàng, chè bông cao, rồi chè bắp, chè trôi nước, chè kê, chè khoai sọ, chè đậu ván, chè bột lọc, chè đậu xanh, chè đậu huyết, chè khoai mài, chè khoai muôn, chè khoai tía, vân vân. Dân Huế thích ăn chè, cho nên quán chè ở Huế có cả chục quán, còn gánh thì cả trăm. Nào quán chè hẻm 29 Hùng Vương, thật ra phải gọi là Kiệt 29, vì ở Huế người ta nói Kiệt là hẻm. Rồi chè Tí đường Trần Phú, chè đường Trương Định, chè Lệ ở Bến Ngự. Còn dưới sông Hương nổi tiếng có đò chè O Lọt. Chè thơm ngon, gió từ sông thổi lên mát rượi, làm cho tâm hồn mọi người như giãn ra, quên đi thế tục. Dọc các dãy phố, đâu đâu cũng có những gánh chè đêm, nhất là dãy phố ở cửa Thượng Tứ, trước cửa trường tiểu học Phú Hòa, ở Thương Bạc và công viên trước trường Đồng Khánh, nay là Hai Bà Trưng. Nhà giàu ở Huế thường nấu chè hạt sen đãi khách, vì sen được xem là loài quý thanh cao. Một chén chè sen chỉ 5-3 hạt, nhưng nước chè có một mùi hương buộc người ăn phải thỉnh thoảng ngậm mà nghe, không nuốt vội vàng được. Góc đường hoa trắng ngày xưa, ngày xưa tan trường. Về đây nguồn cội quê hương, thương em. Đêm tối là đêm của lễ hội,
của vui chơi, của tình tự. Công ty Thiêu Tai SQ đã tổ chức một đêm hội riêng cho nhân viên của mình vui chơi, nhưng mang một cái tên Tây rất xa lạ với Huế: lễ hội rượu vang. Các o trong bộ áo dài tím thước tha, còn các cậu thì áo dài khăn đống, sơ mi quần tây. Tiếng trống dồn dập cổ vũ, mọi người càng hăng say hơn trong lời ca, điệu múa. Tạm thời mọi người quên đi một Huế thâm trầm và sâu lắng, quên đi xứ Huế ngoài kia. Ngẩn ngơ bến ngự thuyền neo, Huế đêm nào biết ai theo ai về. Rêu phong thành quách bốn bề, phố xưa người cũ, cơn mê cõi hồn. Chim bao trải mảnh chiếu người, lửa đò le lói, gọi tôi xuôi dòng. Lâu nay, nhà thiết kế, họa sĩ Minh Hạnh đã là một gam màu tươi tắn, điểm trang cho sinh hoạt biểu diễn thời trang trong và ngoài nước. Quý vị đang thưởng thức bộ sưu tập mang tên Trở Lại Thiên Đường, mà họa sĩ Minh Hạnh lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí Pháp Lam cung đình Huế, với màu sắc chủ đạo vàng, xanh và hồng được kết nối bằng những màu tương phản. Theo chị thì bộ sưu tập này hiện ra như một khúc quan ca của vẻ đẹp cung đình Huế. Trên nền sân điện kiến trung, dưới ánh sáng của các bó đuốc, các cô người mẫu sẽ trình diễn bộ sưu tập đã từng đạt được thành công ở đền Kiyomizu tại cố đô Kyoto, Nhật Bản. Thank you.
quý vị có một giấc ngủ ngon sau một đêm lang thang phố Huế và dự các lễ hội. Một buổi sáng Huế không mưa sẽ cho chúng ta nhìn Huế sinh hoạt một cách khác. Trên các ngã đường hàng quán xuất hiện đông đúc, đông bao nhiêu cũng có người ghé ăn. Có thực mới giựt được đạo. Buổi sáng của Huế, các quán cà phê khách đến uống rất đông, đa số là thanh niên. Bàn cờ được bày ra đây đó trên bàn, vừa uống cà phê vừa tham gia một dáng trước khi bắt đầu một ngày mới. Quán cà phê Mây, cà phê Thu đường Đinh Tiên Hoàng, Hàn Thuyên điển hình cho quán cà phê ở Huế. Cho nhắn đôi lời dẫu xa môn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngửa đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vân lâu chiều nào ước hẹn đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào chẳng thề đã ban ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vẫn lạnh lòng trái đi ngàn phương. Buổi ăn sáng của người dân xứ Huế bao ngày qua vẫn là bún bò, cơm bún Huế, xôi bắp, bún mắm nêm thịt luộc. Nhưng họ ăn hoài không ngán, trái lại càng nghiện nặng. Ai đã từng ra Huế, đã từng ăn được một quán bán thức ăn ngon, chắc rằng ngày mai sẽ ghé vào ăn tiếp tục. Ăn rồi quên mới không ngán, quên rồi ăn nữa mới thấy ngon. Riết dần rồi thành thói quen, sẽ nghiện mùi vị của Huế. Khu vực nào bán cũng giống nhau, cũng bao nhiêu món đó từ ngoài phố cho tới trong thành nội. Nhưng người ta ăn vẫn thấy ngon, thấy thèm. Tiếng hò ngoài vân lâu chiều nào ước hẹn đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào chẳng thề. Một o đang gánh thịt heo quay đi bán dạo. Những con heo nhỏ với làn da vàng cam giòn rụm, thịt nhiều mỡ ít. Thịt heo quay này cuốn với bún, rau sống, chấm nước mắm tỏi ớt, cho vào miệng, ngon hết sảy. Con đường Nguyễn Công Trứ, Trương Định, Bà Triệu, Phan Bội Châu có nhiều quán bán bún bò, cơm hến rất ngon. Nói bún bò Huế, chứ thật ra nhiều loại trong đó như bún bò giò heo, bún bò gân chả, bún chả cua, có cả huyết heo, da heo, rồi thịt gà và cả bộ đồ lòng gà nằm gọn gần hết tô bún. Bún bò, một cái tên mang chất ẩm thực nhưng gắn liền với tên Huế, miền đất thần kinh, khiến đôi khi người ta cảm thấy kỳ lạ nhưng tự hào. Không thể nào bún bò Hà Nội, Cần Thơ, Sài Gòn, Ba Mươi thuộc được, mà phải là bún bò Huế. Không biết các hàng các quán bán bún bò Huế có bí quyết gì trong nồi nước lèo, nhưng hai gia vị hiển nhiên phải có là sả và rốt Huế. Cái quan trọng nữa là cái miệng của người nấu, cách nêm nếm, gia giảm các chất trong nồi. Nếu cứ nghĩ là cho rốt Huế vào nồi nước lèo sẽ ngon, nhưng cho quá nhiều, người ta ăn sẽ chê bún hôi ruốc. Ít ruốc thì tô bún vô duyên lạc lẽo mất ngon. Thế cho nên người ta cho rằng ruốc làm nên vị, xả làm nên hương tô bún bò. Nhưng như thế không đủ, tô bún còn cần có màu sắc và vị cay nữa. Màu đỏ vàng của hạt điều và vị cay ngọt thâm trầm của tiêu và bột ớt làm cho người ăn thích thú. Ăn xong đổ mồ hôi, miệng hít hà là tô bún thành công. Thương quá
Cái món kế tiếp rạc Huế là cơm hến. Cơm hến là món ăn pha trộn với nhiều thứ thực phẩm và gia vị. Nào là cơm nguội, thịt hến, nước hến, rau sống, đậu phộng rang ngâm dầu, dầu mè, ruốc, ớt, da heo rang giòn, nước mắm tỏi, hành củ, tiêu. Quý vị muốn ăn cơm hến chỉ ăn được vào buổi sáng, buổi chiều không ai bán, vì các lò luộc hến làm từ khuya đến sáng là nghỉ. Người bán cũng vậy, họ bán theo giờ giấc của lò luộc hến. Và một phần nữa, buổi trưa sau khi bán hết, họ còn phải đi mua nhiều thứ để sớm mai có thể chuẩn bị một gánh cơm hến không thiếu một món nào. Ở Huế có rất nhiều gia đình bán cơm hến, trải qua mấy đời cả nhà cùng đi bán. Nổi tiếng nhất là làng Cồn Ít, làng Ngọc Anh, xã Phú Thượng. Từ sớm tinh mơ, hàng trăm gánh cơm hến bán rong từ Ngọc Anh, Nam Phổ, rẽ Sương Mai, qua thôn Vĩ Dạ đến Đập Đá để lấy hến luộc, nước luộc hến và cả than hồng của lò hến. Sau đó, tất cả đều tan biến. Người qua đò sang chợ Đông Ba, Gia Hội, kẻ lên bến ngự Nam Giao, Tây Lộc, Kim Long. Ai cũng có chỗ quen để bán. Huế còn có những món ăn khác, nhưng đến Huế, quý vị phải ăn cho được tô cơm hến để biết mùi vị xứ Huế. Ai đó đã nói, mỗi lần đến Huế là một lần phát hiện, nhưng đừng nên ham hố hiểu biết nhiều về Huế. Cứ như vậy, từng mảng đời xa xưa của đất thần kinh cứ như là mới mẻ và lôi cuốn chúng ta hoài. Và một mảng nhỏ đó xuất hiện là những gánh hàng rong, là những khuôn mặt có trẻ, có già, nhưng tất cả đều toát lên vẻ dịu dàng, vẻ đảm đang khéo léo của người con gái xứ Huế. Chỉ tiếc một điều, chiếc áo dài vải thô đã không còn xuất hiện trên những con người này. Nếu có, mọi người có cái nhìn khác hơn, càng trân trọng và thương mến hơn. Vì từ xưa cho đến nay, ai cũng biết một điều là người Huế dù nghèo đến mấy, đi mô cũng phải mặc áo dài. Đó là sự thực trong lối sống. Cho nên ca dao có câu: duyên cách, bởi vì áo em rách nên duyên mới xa. Cơ chi em có áo lương đen quần lạnh thì đà nên duyên. Trong đời thường, lúc tiếp khách hoặc ra khỏi nhà, người Huế rất trang trọng lịch sự, mà dấu hiệu ấy là chiếc áo dài. Em ra đi cơm chưa kịp ăn, khăn chưa kịp bịt, liệp chưa kịp đội, áo nỏ dội cài, băng mình tới chốn non đoài cho kịp anh. Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế, nam ai nam bằng mà sao thương thế. Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát, nghe thương thương rời thành phố Huế, theo đường Bà Triệu, quẹo phải vào đường Trường Chinh, đến một địa danh có di tích nổi tiếng, cầu ngói Thanh Toàn. Ai về cầu ngói Thanh Toàn, cho em về giới một đoàn cho vui. Ai về cầu ngói Dạ Lê,
cho tôi về với thăm quê bên chồng. Cậu ngói Dạ Lê nay không còn nghe ai nói đến, ngay cả địa điểm cũng không ai biết. Ngoài cầu ngói Thanh Toàn, ở Việt Nam còn một cây cầu ở Hội An gọi là chùa cầu hay cầu Nhật Bản, gần giống như cầu ngói Thanh Toàn. Vẫn những sinh hoạt thôn quê cạnh đường làng, bên bờ tre quen thuộc, những cánh đồng lúa xanh tươi của đồng bằng Bình Trị Thiên đã nuôi nấng, ung đúc cái tinh thần chịu thương chịu khó của các cô gái đất Thần Kinh. Ở đâu cũng vậy, với sự phát triển của đô thị, những đồng ruộng ngoại ô của Huế cũng cùng chung số phận. Người ta đã đổ đất sang nền, chuẩn bị cho một dự án xây dựng phố thị. Đối diện khu đất này là quán cà phê. Buổi sáng vẫn đông đúc thanh niên ngồi uống cà phê đánh cờ trước khi họ ra đồng hoặc vào thành phố Huế làm việc. Bên hàng dừa trước ngõ, ngôi nhà ngói nằm im lìm như ấp ủ lòng yêu thương của bao đời tổ tiên khai phá mảnh đất Thuận Hóa. Kể từ khi vua Chế Mân đã đem vùng đất này làm quà sính lễ để cưới công chúa Huyền Trân năm 1306, rồi cả một thời xưa tan tác đổ, dẫu ai linh hùng dĩ thấy gì đâu. Thời gian chảy, đá mòn, sông núi lở, lòng ta luôn còn mãi vết thương đau. Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi mượn màu son phấn, đền nợ ô lý đắng cay vì đương độ xuân thì. Một miền quê trời hành nắng ruộng cô cần soi đá. Đây rồi chợ cầu ngói Thanh Toàn, mưa lất phất làm cho sản vật ruộng đồng càng nhiều. Nào là ếch, rồi các loại cá đồng, nhiều nhất là cá rô. Chợ quê mang đậm màu sắc dân dã, người ta quây quần tụ tập về cái sân rộng lớn trước chợ để nhóm chợ. Họ không có thói quen bị bó buộc phải vào bên trong nhà lòng. Cái chợ này sẽ đi vào quá khứ, vì người ta đã có kế hoạch xây mới một ngôi chợ Thanh Toàn khác. Những đứa trẻ quê mê tít bên hàng thú làm bằng bột. Dưới bàn tay khéo léo, những cục bột nhuộm màu biến thành vô số hình người, hình thú. Hình ảnh chợ quê có lẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của chúng ta. Sanh ra và lớn lên trên mảnh đất đồng quê này, những nếp sinh hoạt thân thương đã ăn sâu vào tâm khảm của bao đứa trẻ. Dù có đi đâu chăng nữa, mãi mãi nơi này vẫn là quê hương yêu mến, khó mà phai lạc. Người ta mặc áo bà ba, đầu đội nón lá, xếp hàng dài hai bên chừa lối đi cho người mua. Phía trước mặt, nào là rổ, thao, thúng, tất cả đều chứa cá tôm. Mưa nhiều, cá tôm càng nhiều. Con cá bóng thể này, nếu đem kho ăn với cháo dưới trời mưa lâm râm như vậy, thì còn món nào ngon hơn? Quê mình giờ đây, con sông xưa thuyền có xuôi ngược. Kéo kẹ con đưa, tiếng ru ngọt môi. Ở cái chợ quê này, quý vị có thể tìm thấy những món ăn dân dã, từ bó rau lang, rổ chuối, rổ mận, vài trái mướp, trái bầu, các loại đậu trồng bên hàng rào, ngay cả đọt bí bầu.
làng Thanh Thủy, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, nơi có cây cầu ngói Thanh Toàn. Cầu bắc qua một con hói, tức là con lạch, mà người dân miền Tây thường gọi. Từ Thanh Hóa, 12 vị tộc trưởng đầu tiên của làng đi theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa khai phá ra làng này. Một người cháu gái 6 đời của một trong 12 vị sáng lập ra làng là bà Trần Thị Đạo đã bỏ tiền ra xây dựng chiếc cầu gỗ cho dân làng hai bên hói qua lại được tiện lợi, khỏi phải dùng đò ngang, và cũng là nơi để cho lữ khách tạm dừng chân khi lỡ bước, cũng như cho cả dân làng đến ngồi nghỉ ngơi tránh nắng trong những buổi đi ruộng đồng về ngang hoặc ra hóng gió vào những đêm trăng thanh. Bà được vua Hiển Tông ban sắc khen tặng. Vào năm 1925, vua Khải Định cũng đã tặng bà tước vị cao quý là Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò và hạ lệnh cho dân làng phải lập bàn thờ trên cầu để thờ bà và cũng để bà hộ trì cho dân làng. Ở cái làng này còn nổi tiếng với món bánh canh cá lóc thủy dương. Các mẹ Huế dùng bột gạo đưa vào cối giã cho tới chín, tức là bột chặt dai mà không dính tay. Sau đó dùng ống tre lăn mỏng, rồi sắc rời từng con nhỏ, cho vào nồi nước đang sôi để luộc. Cá lóc ở miền Trung còn gọi là cá đô, cá trào, được hấp chín tới. Người ta tách riêng thịt cá, lòng và xương đầu. Xương đầu cá nhỏ gói vào giải màng nấu lấy nước ngọt. Còn lòng cá được để riêng bán cho những ai sành ăn đặt hàng trước. Còn thịt cá thì ướp tiêu, mắm, ớt, hành vung lên cho thơm. Bánh canh cá lóc phải ăn thật nóng, phải cay. Tô đựng bánh canh cá là loại tô nhỏ, vì ăn nóng phải múc tô nhỏ ăn mới kịp. Tô lớn ăn lâu nguội không ngon. Múc một muỗng bánh có cả nước, đưa vào miệng, vừa nhai vừa nuốt. Cái thơm ngọt của nước lèo, của hành ngò, cái mềm mềm dẻo dẻo của bột gạo, cái cay cay của ớt, của tiêu. Tiếp theo là múc lòng cá lên cắn sực một cái. Ôi thôi ngon quá. Cái nhân nhẫn, cái béo béo ngọt ngọt của lòng cá làm cho người ta ăn nhai thiệt kỹ để tận hưởng hương vị có một không hai này. Thương bên nó thì thương, nửa sau bên kia. Mưa vẫn rơi nhưng chợ cứ vẫn họp. Kẻ bán người mua mặc áo mưa, đầu đội nón lá, trao đổi mua bán. Trong lòng chợ, các mẹ tụ họp lại hò giã gạo. Hò Huế là một phần đời sống văn hóa không thể thiếu được trong các dịp lễ hội cúng tổ tiên như thế này. Xuống sông mơ, em về dáng dấp trinh nguyên quá, với bóng con đò trên bến xưa. Các o đang biểu diễn cách chầm nón, bàn tay thoăn thoắt điệu nghệ. Nón lá Huế nhẹ, mềm mỏng. Những hình ảnh biểu trưng của Huế, những câu thơ được ấp ủ giữa hai lớp lá, khiến cho du khách thích thú khi mua quà Huế đem về tặng bạn bè, người thân. Ai qua xứ Huế mộng mơ, mua về chiếc nón bài thơ làm quà.
hình ảnh cô gái Huế tóc dài, mặc áo dài tím, đầu đội nón lá, gần như là tiêu biểu cho các cô gái Việt Nam dưới cái nhìn của người nước ngoài. Vẻ e thẹn, duyên dáng của khuôn mặt đẹp đẽ mỹ miều nước dưới vành nón làm say đắm biết bao chàng trai. Quai lỏng nghiêng dành chiếc nón thơ, hay là học trò trong quảng ra thi thấy cô gái Huế bỏ đi không đành. Ở chốn quê này, hình ảnh các mẹ hút thuốc rạc Huế không thể sai vào đâu được. Đó là Huế, là phong cách từ xưa để lại, là cái hồn của Huế. Quý vị cứ nhìn xem một ôn râu đã bạc, thông dong, tay cầm chèo cua nhẹ nhẹ, tay cầm cần câu thả hồn theo gợn nước, mặc thế sự nhân tình, như gợi nhớ một quá khứ đau buồn của dân tộc. Chiều chiều trượt bển Vân Lâu, ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm, ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông. Thuyền ai thập thoảng bên sông, đưa câu mãi đậy, chặn lòng nước non. Cái chợ quê không phải thể hiện ở những con người, mà còn thể hiện ở những món đồ vật phẩm bày bán. Cái gáo dừa nằm im trên cái lu nơi góc chợ. Trên sạp, những mẻ xôi đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ thơm ngon như mời mọc mọi người. Rắc một tí muối mè vào xôi, gói bằng lá chuối. Xè tay cầm, cảm thấy hơi ấm của xôi truyền qua lá. Cảm nhận được quê hương, hồn quê của mình là đây. Sướng bằng ngoài trời đang mưa mà được ngồi trong quán lá với vài người bạn tri âm tri kỷ, làm vài cốc rượu cho ấm lòng, cho cái sung sướng có phần hồn được lâng lâng. Bể dâu sông bãi con thuyền bé, trong cõi vô thường nhẹ cánh chao. Còn sống trên cõi tạm này, còn thưởng thức được những gì đời ban cho thì cứ hãy đón nhận. Hãy vui với cái vui của nhân thế, hãy buồn với cái buồn của thế nhân, cùng nhau sống cho hết kiếp người. Ngoài đồng ruộng nước lên cao, những con thuyền nhỏ đang lao về phía trước. Mọi người đang say sưa cùng nhau hưởng sự vui vẻ. Nhiều cổ động viên đứng trên bờ cổ vũ cho thuyền nhà. Thậm chí trời giá lạnh, có người ngâm mình trong nước để hô hào. Trên trời mưa cứ lắc rắc, ngoài da ai cũng lạnh, nhưng trong lòng mọi người gần lại, ấm áp tình người. Huế ơi, ngàn năm em vẫn đẹp, ta mềm lòng khi nói chuyện chia xa. Phút ngập ngừng, phút quay lưng bước vội, sợ mưa phùn dương bụi áo em bay.
lễ tạ ơn tổ tiên, tạ ơn bà Trần Thị Đạo đã chấm dứt. Nhưng trong lòng dân làng có niềm hãnh diện, có niềm tự hào vì được là con cháu của làng Thủy Dương này. Sinh hoạt trong làng, và nhất là tại cái sân chợ cạnh cầu ngói Thanh Toàn, luôn luôn sôi động, luôn luôn đầy sức sống. Mà trong đó các o, các mẹ là những nhân tố không thể thiếu được, là nguồn sống cho các thế hệ tiếp theo. Kim Long có gái mỹ miều, trẫm thương trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi. Chưa một lần làm vua, vẫn muốn liều thương nhớ. Ghét em cứ bỏ bùa vào câu ca vạn thuở. Kim Long không những nổi tiếng có các cô gái Huế xinh đẹp, mà Kim Long còn nổi tiếng với món bánh ướt thịt nướng. Ai đến Huế chưa một lần ghé ăn món bánh này thì coi như còn nợ với Huế, ráng hẹn lần sau sẽ trả. Dãy nhà từ cầu Bạch Hổ lên tới chùa Thiên Mụ đã được giải tỏa. Con sông Hương thơ mộng lộ ra trước mắt khách lãng du. Cái quán bánh ướt Quyền Anh số 207 cũng cùng chung số phận. Bây giờ họ đã dọn vào bên kia đường số 52/1. Phải công nhận một điều là bánh ướt thịt nướng Huế rất ngon. Cái miếng bánh mỏng mềm mại thơm tho, cuộn với rau thơm, mùi vị hăng hắc đặc trưng của rau húng cây chỉ trồng ở Huế mới có được. Miếng thịt nướng bốc khói thơm lừng, chấm vào chén nước mắm tỏi ớt, đưa vào miệng cắn 1/3 cuốn, nhai nhẹ nhẹ. Cái thanh thanh của bánh, cái ngọt của thịt và nước mắm, cái cay cay của ớt và tỏi, thơm thơm của rau, tất cả hòa quyện thành một tuyệt phẩm ẩm thực. Ăn mà sướng miệng, ăn cay nhiều vào, cầm trái ớt xanh, một tép tỏi cho vào miệng, cho tất cả hương vị xứ Huế động lại, nhớ mãi không thôi. Không phải riêng khách du lịch Việt Nam, mà ngay cả khách ngoại quốc, họ cũng tìm đến đây để thưởng thức món quốc hồn quốc túy của dân xứ Huế. Những thao thịt heo được sắc dừa miếng ướp gia vị trước mấy tiếng, sau đó cho lên kẹp, trải đều nướng trên lửa than cháy đỏ rực. Khói thơm bốc lên mù mịt, làm khách đi đường bị quyến rũ, chân bước không rời, phải ghé quán mà ăn thôi. Tất cả khách du lịch đi tham quan chùa Thiên Mụ, Lăng Minh Mạng, Ngã Ba Tuần đều ghé vào ăn trước khi đi hoặc sau khi về. Ăn để cảm nhận hương vị xứ Huế, để biết rằng ẩm thực Việt Nam là đa dạng, là phong phú. Mỗi miền, mỗi địa phương đều có món ngon rất lạ. Sẽ không có lâu đài thành quách, cung điện nguy nga hay lăng tẩm dương triều, mà chỉ có cuộc sống hiện đại của Huế, hơi thở của người dân xứ Huế. Có chăng thì cũng trong ca dao tục ngữ. Theo sự sắp xếp của vua Thiệu Trị, 20 thắng cảnh của đất thần kinh xưa theo thứ tự sau. Thứ nhất, Trùng Minh Diễn Chiếu, tức là cảnh lầu Minh Diễn trong Tử Cấm Thành. Thứ hai, Vĩnh Thiệu Phương Văn là cảnh giường Thiệu Phương cũng ở trong Tử Cấm Thành. Thứ ba, Tịnh Đồ Hạ Hứng là cảnh hồ Tịnh Tâm trong Kinh Thành. Thứ tư, Thư Uyển Xuân Quang là cảnh giường Thư Quang trong Kinh Thành. Thứ năm, Ngự Viên Đắc Nguyệt là cảnh giường Ngự trong Tử Cấm Thành. Thứ sáu, Cao Cát Sinh Lương là cảnh hồ nội Kim Thủy trong Hoàng Thành. Thứ bảy, Trường Ninh Thủy Điếu là cảnh cung Trường Ninh trong Hoàng Thành. Thứ tám, Thường Mậu Quang Canh là cảnh giường Thường Mậu trong Kinh Thành. Thứ chín, Dân Sơn Thắng Tích là cảnh chùa Thánh Duyên trên núi Thúy Vân. Thứ mười, Thuận Hải Quy Phàm là cảnh biển Thuận An. Mười một,
Hương Giang Hiểu Phím là cảnh sông Hương. Thứ 12, Bình Lãnh Đăng Cao là cảnh núi Ngự Bình. Thứ 13, Linh Quán Khánh Vận là cảnh quán Linh Hữu trong Kinh Thành. Thứ 14, Thiên Mụ Trung Thanh là cảnh chùa Thiên Mụ. Thứ 15, Trạch Nguyên Tao Lộc là cảnh đầu nguồn sông Hương. Thứ 16, Hải Nhi Quan Ngự là cảnh phá Hà Trung. Thứ 17, Giác Hoàng Phạm Ngữ là cảnh chùa Giác Hoàng trong Kinh Thành. Thứ 18, Quỳnh Tự Thư Thanh là cảnh trường Quốc Tử Giám. Thứ 19, Đông Lâm Dược Điểu là cảnh trường Đông Lâm huyện Hương Thủy. Thứ 20, Tây Lãnh Thang Quằng là cảnh suối nước nóng huyện Hương Trà. Trải qua bao cuộc bể dâu, đến nay hầu hết các danh thắng không còn, hoặc giả còn thì cũng đã biến đổi rất nhiều. Theo sự phát triển của ngành du lịch, ở Huế càng ngày càng có nhiều quán ăn kiến trúc theo phong cách cung đình thu nhỏ lại, nhằm để đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch đến ăn và biết qua vài món mà vua chúa ngày xưa đã dùng. Căn nhà ngay góc đường Phạm Hồng Thái và Trương Định là một điển hình. Nó được mang tên là An Định Cung, kiến trúc bên trong là đá và chả gỗ. Các cô cậu học sinh tiểu học Pháp đang có chuyến nghỉ hè kết hợp du lịch đến Huế. Họ đang dùng bữa trưa tại An Định Cung này. Những món ăn hôm nay gồm có bánh bèo, bánh nậm, bò nướng ngũ vị, cơm sen, phượng hoàng khai vị, tức chả phượng, nem lụi mía, cá chiên xù, súp, mực xào xả ớt, đậu phụ nấu hạt sen. Thể thấy nem công là những cuộn chả giò cắm trên bình con công làm bằng su hào, trông rất khéo tay. Những con tôm bọc cốm chiên chấm với tương ớt là món ngon dễ ăn. Trong An Định Cung này có 4 phòng lớn có thể tiếp một lúc 100 người và vài phòng nhỏ cho gia đình ít người hoặc cho đôi tình nhân. Đây là một bữa ăn thường cho nên không có nhạc công ca nữ đàn hát giúp vui. Một đôi vợ chồng đi du lịch ghé vào thưởng thức một vài món để biết ẩm thực cung đình ra sao. Ghé qua nhìn thì món ăn có những cái tên như bò kim hoa cuộn, bánh lá, súp tam quý hải sản, nem cuốn tôm, thịt xiên nướng lá chanh. Trong cuốn sách Thực Phổ Bách Thiên là 100 món ăn truyền lại, dạy cách nấu ăn bằng thơ do bà Trương Thị Bích tự Tỷ Quê, con dâu của thi sĩ hoàng tộc Tùng Thiện Dương Miên thẩm soạn. Trong sách có 102 bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, dạy cách nấu các món ngon xứ Huế. Trong lời đề thơ đầu sách cho con dâu, bà Tùng Thiện Dương cũng viết bằng thơ: bắt chước bà gia thủa dọn xơi, làm thành thực phổ dạy cho người. Dâu con cháu chắc coi mà học, một miếng ăn ngon tiếng để đời. Đây là một nét văn hóa riêng độc đáo của Kinh Thành Huế, nhưng cũng là nét văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, luôn lấy đạo đức giá trị xã hội làm đầu. Trong bài thơ Có Răng Rồi Mới Rứa của TK, hình ảnh một thời các cô nữ sinh Huế mặc áo dài tím với cái đuôi theo sau là một anh chàng học sinh tập làm thi sĩ, làm cho mọi người nhớ lại những kỷ niệm thân thương thời cấp sách đến trường. Người ở Mô Răng mà kỳ dữ rửa, giờ ra chơi cứ ngó miết người ta và reo lên khi thoáng thấy đi qua. Tụi bạn tưởng có răng rồi mới rứa, thôi từ đây không qua bên nớ nữa, cho anh chàng cứ đứng ở hành lang ngâm nga câu Hoa Cúc Áo Vàng và tương tự
chàng tập làm thi sĩ. Người ở Mô mà vô duyên rứa hỉ, trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi. Ở thương thương nhớ nhớ làm chi, về ba mẹ biết ri la chết. Mắc mớ chi theo người ta cho mệt, người răng mà ưa lẻo đẻo làm đuôi. Lỡ một lần như rứa cũng vui vui, nhưng ngày mai thôi đừng theo nữa hỉ. Con gái đàn bà, việc nấu ăn là cần hơn hết. Có biết nấu ăn mới biết đi chợ, mà có biết đi chợ mới biết nấu ăn. Thịt theo chợ, cá theo mùa. Tính đã rồi mua, mua vừa kho nấu. Bà Trương Thị Bích còn đúc kết thêm nghệ thuật nấu nướng như sau. Đồ ăn không phải hễ có thịt cá là ngon, mà rau dưa thì dở. Ngon dở nơi tay mình, chứ có tại gì rau thịt. Mở đầu sách Thực Phổ Bách Thiên là bài thơ tổng luận dạy phép tắc nấu ăn. Có khi cá thịt, có khi rau, nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Trong sạch là gương tùy mặn lạc, dẻo dai cơm chín chủ làm đầu. Dưới bến sông, các ghe neo bán các món ăn Huế. Cơm hến o tèo, bún bò bụ rớt, cá bống kho tiêu, bèo, nậm, lộc kim long. Những cái tên nổi tiếng với các món ăn rất Huế và với phong cách phục vụ kiểu xưa trên ghe. Chắc hẳn sẽ làm cho quý vị thoải mái thưởng thức những món ăn gắn liền với tên tuổi xứ Huế trên chiếc ghe chồng chành theo sóng nước sông Hương thì còn gì bằng. Quý vị cứ xuống bến, có xuồng nhỏ đưa ra ghe. Trên ghe trải chiếu hoa, khách ngồi ăn xếp bằng, lâu lâu nhìn trời qua dòm mái che để cảm nhận Huế thơ mộng như thế nào. Những tô bún bò nóng hổi được các cô thưởng thức một cách nhiệt tình. Mấy o bán, tất cả đều mặc áo dài rất lịch sự và trang nhã, khiến khách cũng phải có những lời lẽ thận trọng hơn. Nhưng điều đó có lẽ quá thừa, vì các o Huế rất dịu hiền và dễ thương. Một vài lời trêu chọc như tiếng hò đối đáp trải dài trên không gian của dòng sông Hương thơ mộng. Nước mắm ngon đem dầm cá trích, anh có vợ rồi đứng xích cho xa. Kẻo một mai thiên hạ đồn ra, trai mê dâm mà bỏ vợ, gái đắm nguyệt sai qua mà bỏ chồng. Anh phân với em đầu hôm cho chí sáng, tảng rạng cho đến sang canh. Rứa em thiết chi một chút duyên lành mà không trao. Thầy mẹ xin em ra một chút má phấn hồng đào. Rứa trừ nỗi niềm riêng ai chịu mà khiến em trao duyên lành. Trăng xuống Huế mù sương, tàn rơi trên phố phường, vàng cây lá trong đường. Trở về qua phố xưa, từ tháng năm sầu nhớ, ngỡ chìm trong giấc mơ. Đến với Huế, du khách không thể không thưởng thức những buổi tối ca nhạc Huế trên sông Hương, mà điệu hát như được mặt nước trầm lặng lan tỏa mãi đi xa. Cái gì đã làm nên sự hấp dẫn của ca nhạc Huế? Không phải chỉ có cảnh trăng thanh gió mát, không phải chỉ vì cái duyên của các cô gái Huế, mà chính là sự thu hút của một dòng nhạc độc đáo pha trộn giữa nhạc cung đình và sức sống phong phú của các loại ca hát dân gian. Nghe ca Huế bây giờ cũng biến tướng nhiều. Những chiếc thuyền nổ máy xình xịch chạy ra neo giữa sông, những bài ca tân thời pha trộn. Khách đi nghe ăn nhậu trên thuyền có thể làm buồn lòng nhiều người.
một phần cũng do điều kiện cuộc sống. Chứ thực ra nghe ca Huế là chỉ có dăm ba khách thuê một chiếc thuyền buông chèo cho xuôi theo dòng sông Hương để cùng đắm chìm trong lời ca tiếng hát, nghe các cô gái Huế diễn tấu cung đàn. Nảy nảy tơ đồng nhịp nhịp đôi, lòng nàng ngọt ngọt lại đầu môi. Này em khúc hát tương tư nhé, ngâm khẽ em ơi nhẹ nhẹ lời. Giọng hát sầu chi phấn nữ ơi, từng canh trời điểm một sao rơi. Tà tà trăng lặng hiu hiu gió, ánh lửa chài xa thấp thoáng trôi. Em cạn lời thôi anh dứt nhạc, biệt ly đôi phách ngó đàn tranh. Một đêm đàn lạnh trên sông Huế, ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh. Có lẽ nhiều du khách còn ngẩn ngơ với cặp mắt đa tình, cái miệng có duyên của người con gái xứ Huế. Mỗi khi các o cất tiếng ca là như hớp hồn người quân tử. Nếu ai không tin cứ thử một lần xem sao. Nhưng nhớ là đừng bỏ nhà mà theo các o đó nha. Sau khi nghe ca Huế, nếu bụng đói, xin mời quý vị cứ ghé vào bất kỳ hàng quán nào bên vỉa hè. Đảm bảo là món nào cũng ngon, chất lượng. Nào là cháo gà, bún bò, các thứ bánh, nem lụi. Còn không thì ghé vào một địa chỉ có tên rất lạ: chè Huế gia truyền 15 món. Đặc biệt, chè lọc quay mở tôn đít kính mời, số 3/3 Đinh Tiên Hoàng, Huế. Cái hàng này nằm sát lề đường trước mặt nhà văn hóa Huế. Cũng nên nói sơ qua món chè thịt quay rất xa lạ với dân Sài Gòn, nhưng rất quen thuộc với dân Huế. Người ta chặt heo quay từng cục nhỏ như hột xí ngầu, có cả thịt lẫn da, rồi xên đường nấu thành chè. Bên ngoài nhân thịt heo quay là màng bột nếp. Ăn loại chè này có cảm giác lạ, như một lúc ăn cả món mặn và món ngọt. Tùy theo thực khách, nghe cái tên thì không muốn ăn. Chè gì mà chè thịt quay? Nhưng ăn rồi ngẫm nghĩ cũng lạ mà ngon. Một cái thú nữa ở Huế là thuê xích lô chạy lòng vòng thành phố Huế, qua cầu Tràng Tiền, vào trước cửa đại nội, ngắm ngọ môn và lầu Ngũ Phụng sáng rực dưới ánh đèn pha, làm tăng thêm vẻ cổ kính trầm mặc của một di tích. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, đền cũ lâu đài bỗng tịch dương.